hỡi lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này chiến sự ngày càng ác liệt các ca tử vong vẫn từ trên dê chín đưa về lính C6 và C14 cũng lác đác hy sinh. Tất cả đều đổ về D8. Tôi lại là người dẫn đường đưa các đoàn khiêng cáng từ C6 về tiểu đoàn bộ c 8 Nghĩa trang D8 càng ngày càng rộng ra. Thợ xẻ của tiểu đội đóng quan tài hoạt động hết công suất nhưng cũng không đáp ứng đủ. Lắm lúc vẫn phải chôn bằng túi ni lông để giảm bớt thời gian vận chuyển của C6 xuống tiểu đoàn. Ông Vẳng, chính trị viên tiểu đoàn quyết định đặt vị trí trung chuyển tại một ngầm nhỏ ở giữa khu vực C6 và C5 đảm nhiệm. Chúng tôi hay gọi là ngầm C5. Vậy là chúng tôi chỉ đi mất 7 km đường rừng nên đỡ vất vả hẳn đi. Cũng từ đó tôi ít trở về tiểu đoàn bộ. Ít được sinh hoạt với tiểu đội chính xác vô tình tôi trở thành một anh lính xung kích của C6. Hôm nay tôi đi dẫn đường đưa một ca tử của D9 xuống ngầm C5. Ca này để đã lâu nên mùi tử khí bốc lên nồng nặc, nước dịch chảy ra ướt sũng võng Tôi đi đầu nên không bị ảnh hưởng do mùi hôi đó. Mấy anh em C9 khiêng cáng, dù bịt khăn nhúng nước kín mũi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nôn ọe, nhất là lúc nghỉ giải lao. Từng đàn nhặng bu vào võng hút dịch mà để trứng trắng xóa. Đến gần ngầm C5 cũng đã về chiều. Lúc này đã có vài lính C5 đứng chờ. Lính chốt đường thậm khổ, quần áo rách tứ tung, tóc tai bù xù, nhìn như thuộc phỉ. Tôi gặp ngay toàn béo, người đồng hương mà tôi thân nhất hai thằng mừng mừng tuổi tuổi toàn dúi vào tay tôi một bịch thuốc dê thêm hai bao thuốc lá asara rồi nói định bao vây và cắt đứt đường về cam tuất rồi vì vậy chưa có quà mùng hai tháng chín đâu hai bao apara này là của dương khỉ nó được ra viện bằng trực thăng nó gửi về còn thuốc dê chúng mình gom của tất cả các đồng hương gửi cho ông đấy nhớ giữ lấy cái gáo nhá khi nào được về tiểu đoàn sẽ tổ chức liên hoan Tôi nhận quà mà rơm rớm nước mắt Chỉ cần vậy thôi cũng đủ ấm lòng Đồng hương còn là bao nhiêu đâu Chúng nó lần lượt hy sinh Một số thì đảo ngũ Chỉ còn lại vài thằng thề quyết không làm bậy Để giữ thể diện cho gia đình Gặp được đồng hương như được nhìn thấy quê hương Gia đình ruột thịt của mình vậy Ngồi nói chuyện với nó một lúc lâu Bàn giao đội hình khiêng tử của D9 cho C5 Định quay về hướng C6 Đang chốt đường thì anh Phương, người hòa bình, trung đội trưởng C5 gọi tôi lại. Tuấn à, chờ anh một lát. Có đoàn cán bộ cần lên D9 ngay trong ngày. Nhiệm vụ này không có kế hoạch của tôi nên tôi cự lại. Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Gần 4 giờ chiều rồi mà chưa thấy đến. Cắt rừng làm sao đi đêm được đây? Không cần cắt rừng, cứ đi theo trục đường. Ông Vẳng đã điện cho C6 bảo vệ trục đường rồi. Sáng sớm địch mới ra hoạt động gài mìn cơ không lo đâu Mẹ kiếp, cứ như ông ấy Ăn cơm nắm, nằm hầm với địch Lão chỉ là anh thủ kho của tiểu đoàn Mới được phong chức bê trưởng bộ binh Vài tháng mà phán như thánh như tướng Vì nhiệm vụ nên vẫn phải chờ Trong lòng thì tức nghẹn Một tiếng sau thấy anh Kiên trinh sát Dẫn một đoàn cán bộ đến Kiên là lính tân binh Vừa vào trinh sát nghiệp vụ còn non Tôi hỏi Sao muộn thế Hắn không nói gì tôi biết ngay là bị lạc nên cũng không hỏi thêm nhìn đoàn cán bộ tác phong chỉnh tề áo quần xếp ly mũ cối có xào lóng lánh vai đeo xà cột ra mỗi người một cây ak cũng bóng nhoáng một đội hình bóng lộn sạch sẽ thơm thò khác hẳn với lũ lính chiến chúng tôi tôi đoán đây là những cán bộ cấp sư đoàn hoặc quân khu chứ không phải loại lèng tèn. tôi nhanh chóng dẫn đoàn trở ngược về hướng tây Hướng của C6 trong đầu lập ngay phương án để cắt rừng. Nhưng không ổn, về đến C6 kiểu gì trời cũng tối. Đêm tối và bãi mìn thì chết cả lũ. Giờ này may ra còn có lính chốt đường của C6. Tôi quyết định đi theo trục đường. Lính trinh sát chúng tôi không thích dẫn đầu trên trục đường, nhưng không còn sự lựa chọn. Đã đi được hai cây số mà không thấy một bóng người. Nguy hiểm nhất là vào rừng xanh, rừng tối mù, làm sao nhìn thấy được mìn, đè mìn vướng. Tôi cố tăng tốc đi như chạy Nhìn mặt đường thấy những vệt trổi kéo dài Tôi biết đây là sáng kiến của lính bộ binh C6 Đi rút về thường chặt những cành cây kéo lê trên mặt đường Để tạo ra những vết lằn kéo dài in hẳn trên đất Khi sáng ra có dấu chân hoặc vết đào bới lạ là phát hiện ra ngay Trước mắt tôi là rừng xanh Quan sát mãi mà không thấy bóng dáng lính chốt đường đâu một khoảng rừng dài độ 2 km, cây cối sum xuê Lính C6 thường kháo nhau có hổ về. Địch cũng hay phục kích ở những đoạn rừng xanh như vậy. Tôi thì không lo lắm khi gặp địch hoặc gặp hổ vì mình đã cảnh giác và chủ động rồi. Các anh sĩ quan có lẽ còn giỏi hơn chúng tôi vì các anh đã từng dày dạn chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lúc này trời đã nhá nhem và rừng xanh gần như nhọ mặt người. Tôi vẫn căng mắt nhìn ở dưới chân. Một lát nữa thôi là mặt đường chỉ còn hai việt lờ mờ. Rồi bóng tối sẽ sập xuống. Bỗng tôi phát hiện dưới mặt đường một vệt ánh sáng mạnh rất yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ nhện. Nhìn kỹ thì đó là một dây mìn KP2 căng giữa đường cái. Tôi quỳ thụp xuống, tất cả đội hình cũng quỳ xuống rất bài bản, chuẩn bị chiến đấu. Phía bên phải rừng xanh cũng lách cách tiếng vũ khí. Tôi đánh liều gọi tên các lính C6. Ánh Sắc ơi, Tiết ơi, C6 ơi! Tôi Tuấn đây, bộ đội Việt Nam. Tuấn Hỷ, sao mày về muộn thế? Đứng yên để tụi tao gỡ mìn. Một lúc sau thấy bê trưởng Phạm Tấn sắc đi ra gỡ mìn và nói: Nếu không lên tiếng thì tôi đã cho nổ súng rồi. Cuối đội hình còn một quả mìn cây lê mo đấy, mày cho các anh đấy. Sao bảo bọn anh được thông báo chốt đường đón toàn cán bộ lên dê chín? Có thấy ai nói đâu? Nếu thông báo tụi này đâu dám rút về. Lão Phương giang vàng thật là Thôi anh cho vài lính dẫn các anh ấy về cho kịp Tôi và đoàn sĩ quan được lính bộ binh dẫn đến doanh trại C6 Trời cũng vừa tối om Tôi hỏi một anh có vẻ là chỉ huy Dạ các anh về C6 tụi em ngủ để sáng mai đi tiếp Anh bắt tay tôi cảm động và nói Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều Tụi anh phải qua C14 ngay lúc này Trinh sát D9 đang chờ Hẹn xong việc anh em mình sẽ gặp nhau. Rồi từ đó không thấy các anh trở về dây 9 cũng không qua con đường này nữa. Có lẽ các anh trở về bằng máy bay trực thăng và cho đến già vẫn không thể quên một chuyến đi như vậy. Hai đơn vị tựa lưng vào nhau, cùng cộng sinh trong một khu rừng thiêng rộng lớn ở An Long Ven Mỗi đơn vị có những đặc tính khác nhau. C-14 thì ưa phòng thủ, bởi đây là một đại đội hỏa lực. 12 ly 7 nên doanh trại được bố phòng như một thành lũy thời trung cổ. Những hàng rào ken kín bao quanh danh trại. Ba mặt được bố trí họng súng cao xạ, đặt tà âm để cản bước quân thù. Có một lần địch tập kích vào C-14, bị 12 ly 7 khạc ra những loạt đạn uy hiếp. Tức khắc địch câm tiếng súng chạy mất dép. Từ đó súng ngại tập kích vào C-14 như ngại đụng vào một hang rắn hổ mang. Chúng tôi cũng ít khi qua chơi đơn vị C-14 chỉ gặp nhau ở khúc suối dùng chung của hai đơn vị. C6 thì nằm ở hướng đông, phía bên kia suối, bố phòng rất sơ sài vì là một đơn vị bộ binh chủ công, quen đánh vận động nên bố trí khác hẳn. Những căn nhà thùng của C6 đào sâu xuống 2 mét, kè cây phủ đất như những chiếc lô cốt thời Pháp thuộc. Sau lưng ken dọc những cây cao khoảng 4 mét, làm hàng rào chống B40. Ngoài cùng là giao thông hào chạy quanh đơn vị, nối liền vào các trung đội ngày đêm được cắt cử canh gác cách xa đơn vị khoảng 100 mét, tạo ra những khoảng trống để bẫy địch nếu có chúng tấn công. Đúng chiều 30 Tết năm Tân Dậu 1981, vì tiểu đoàn bị địch bao vây chia cắt, chặn đường tiếp tế nên toàn bộ tiểu đoàn không nhận được quà Tết. Thường thường những ngày này, mỗi đơn vị được cấp hai con lợn hoặc một con trâu để thịt ăn túy lúy. Nhưng Tết này hầm hiu quá, các lính bộ binh phải chia nhau chốt đường mất một nửa quân số. Mỗi trung đội chỉ còn lại 5 đến 6 người. Tôi trải tấm bản đồ quân sự ra ngắm nghĩa. Nhìn phía tây An Long Ven, khu vực Sam Rông, nhà cửa san sát, chắc nơi này trù phú lắm. Ước ao có một ngày nào đó được đóng quân tại đây. Nhìn xuống phía nam, cách khoảng trăm km là đền Ăng Cao Thôm và đền Ăng co Vát sắp xếp vuông vắn trên tấm bản đồ. Tôi đang chìm đắm trong chuyến du lịch tưởng tượng thì ông bạn Hà Quang Minh tới. Đó là người đồng hương duy nhất còn ở lại C6 với tôi. Minh rủ tôi qua B6 cùng ăn tất niên. Mâm cỗ chiều 30 Tết gồm có đĩa xôi, một con gà luộc và một bi đông rượu gạo. Như vậy là quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi không có chút men trong người. Mình tuy là lính C6 nhưng đi học tiếng miên 6 tháng nay, giờ mới trở về đơn vị. Mình được tiếp xúc với dân, được nói chuyện, được tán gái bản xứ, được ăn bao nhiêu của ngon vật lạ, nhiều câu chuyện được minh kể ra làm chúng tôi rất phấn khích. Mình nói, tâm lý bọn địch cũng như ta thôi, vì cũng là con người, họ cũng biết yêu thương, thù ghét. Nếu không bất đồng ngôn ngữ của họ, họ cũng có thể thông cảm và hiểu được nỗi lòng của lính mình. Tôi cứ nghĩ đến những trận chiến tôi từng trải qua, cũng như nhiều người kể lại, là lính ta bị bắt hầu như thành ma không đầu. Chúng là một lũ đao phủ vô nhân tính Nói chuyện một lúc Mâm cơm được bày ra Tôi thủng thẳng ra sau hè Để giải quyết nỗi buồn ngửa cổ ngắm tán cây xăng lẻ Hoa tím đã nở rộ Một màu tím mà mát buồn Màu tím của băng lăng Hòa lẫn với sắc tím của buổi chiều biên giới Phía xa xa Gần cổng doanh trại Có thấy lố nhố một đám lính Đang lúi húi bên hàng rào Tôi trở vào nói với mình Hôm nay 30 Tết Ông sắc cho lính về sớm vậy Vô lý Hôm nay được lệnh ngủ lại trong rừng cơ mà Thôi kệ, ăn cái đã Vừa phủi chân leo lên sạp Thì bỗng một loạt AK Rộ lên trong vọng gác Chúng tôi lăn mình xuống đất Bất ngờ hai quả B41 nổ đinh tai Phía sau nhà, nơi tôi vừa đi tiểu Vừa vội súng ống trên giá Chúng tôi lao ra chiến hào Lúc đó Thái cũng từ vọng gác Lui về chiến hào Lính các tiểu đội cũng vừa vào vị trí chiến đấu tiếng súng các ngả rộ lên đạn cối của địch dầm dập nổ trong doanh trại tiếng địch la hét vàng khắp rừng đạn tiểu liên đạn m bảy chín đan sen tứ hướng một thằng cao to vác b bốn mươi gác chân lên hàng rào tôi nhanh tay bóp cò nó đổ sập xuống hàng rào quả đạn vẫn kịp bay ra đầu nòng cầy trên mặt cỏ khói bụi mù mịt một thằng cầm ak vừa nhả đạn vừa kéo sát thằng b bốn mươi nhưng mình đã nhanh tay nhà những loạt đạn AK chính xác. Nó rời tay, bỏ thằng đồng đội lại, nằm bẹp dưới bụi gai xấu hổ. Lính C6 thật thiện nghệ, nhanh như sóc, vừa bắn vừa chuyển khắp chiến hào. Một lúc sau, thấy anh trường chính trị viên đại đội men theo hào chạy đến hỗ trợ. Phía các trung đội cũng bắt đầu nổ súng. Từng loạt 12 ly 7 của C14 rộ lên khủng khục. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp doanh trại. Chắc bị thương vong nhiều nên bọn địch không dám tấn công. Chúng lùi xa hơn, câu đạn cối và 179 vào đơn vị. Ngất tiếng súng, tôi quay về chỗ ở, ôm lấy tấm bản đồ và địa bàn. Công cụ bất ly thân của lính trinh sát. Thấy mấy anh nuôi cũng đang tư thế tay súng sẵn sàng. Thằng đi mũi tẹt, phá tan không khí nặng nề. Chưa bao giờ nó đánh mạnh như đêm nay. Nếu có lão nguyên hỗ trợ bọn chúng, thì tụi mình chắc chết, đồng hương ạ. À. Vừa nói dứt lời, thì liên tiếp có 3 tiếng nổ ở phía bãi mìn của ta cài. Chết mẹ mày rồi Bọn nó chui vào bãi mìn của mình rồi Thằng đi sung sướng Nhảy cẫng lên gieo hỏ A10 phát hỏa thêm Một loạn cối 60 về hướng bãi mìn Địch lại dồn dập Nã pháo vào đơn vị Tầm khoảng 9 giờ Trưng liên lạc cầm đèn pin đi xuống tìm tôi Anh Tuấn Anh Than đại đội trưởng nhờ anh gác một ca Lính bộ binh đánh đấm cả đêm chưa được nghỉ Anh cố gắng nhé Lính tiểu đoàn quan đại đội từ khi lên C6 có bao giờ phải gác đâu, chưa ăn uống gì cả, hỏng hết cả bữa cỗ tất niên, có gà có sôi mà không được đánh chén, đành vào bếp kiếm miếng cháy để ra ra thông hào ngồi vậy. Từ lúc địch tấn công vào chiều ba mươi Tết, C6 và C14 đến giờ, đêm nào bọn chúng cũng tập kích vào đơn vị, lúc thì đánh dồn dập các ngả lính phải căng ra chống đỡ, lúc thì chúng tập trung đánh mạnh vào một hướng lại phải dồn về cố thủ. Có đêm chúng đánh ba bốn lần, lính ta chạy ra chạy vào, đứt hết cả hơi. Có lúc chúng chỉ lẹt đẹt một vài tiếng súng, chờ mãi cũng chẳng thêm được tấn công nào. Chiến thuật này khiến cho chúng tôi mất ăn mất ngủ, vì quân số mỏng, một nửa phải ngủ ngoài rừng để bảo vệ trục đường, nên đơn vị không thể nống ra truy kích. Tôi đã từng đi phối thuộc với các đơn vị trong tiểu đoàn, đi với C6 là yên tâm nhất lính bộ binh rất gan lì từ cấp đại đội đến anh liên lạc đều toát lên vẻ anh dũng không hề lo sợ khi đối mặt với quân thủ nhưng lúc này nhìn vào ánh mắt của các đồng đội đã thấy sự tối tăm bi quan lính tráng bài hoài tinh thần không khí căng thẳng bao trùm khắp đơn vị không còn những tiếng cười nói xôn xao trong doanh trại thực phẩm thì mỗi ngày một cạn kiệt chỉ còn lại nửa tải cá khô nhung nhúc giỏi thịt nạc say vẫn còn vài hộp để dành lúc có thương bệnh binh nấu cháo lá giang nấu canh chua ăn mãi cũng chán tôi rủ đi tẹt ra suối kiếm chất tươi cho anh em suối mùa này cạn khô chờ cát cũng chẳng có rau gì chúng tôi không dám đi xa chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở địa phận giáp danh c 14 và c 6 có một vũng nước dùng chung cho hai đơn vị nên không dám khoáng đục hai thằng đánh lững thững trở về đang buồn trưa nay không có gì nấu ăn thì đột nhiên Nguyễn Hồng Trưng liên lạc C6 hô hởi đi tới, trên tay xách một con công khá to quăng xuống nền bếp. Làm đi, chiều nay chúng ta được ăn Tết nhá. Con công đực khá đẹp, đã chết cứng, bị mất đầu và gãy một bên cánh. Tôi nhanh tay nhổ một vài cái lông đuôi để vào cái ba lô trang trí. Các lính cũng xuống vào vặt, chỉ một loáng bộ lông đuôi trụi thổi lội. Hóa ra con công này chết mìn tối hôm qua. Cái bãi mìn này một mình thằng Trưng tự cài. Không có ai dám ra hướng đó, chỉ có nó và tôi biết đường vào. Trưng rất tâm đắc với trận địa này, trận địa của riêng nó. Địch cũng đã từng mất mạng vài thằng, mà đơn vị cũng được ăn thú rừng đều đều. Trưng thường nói đùa với các anh lính cựu. Các anh đừng có coi thường thằng lính liên lạc này nha. Chắc gì các anh đã diệt được nhiều địch hơn em. Nếu được phong anh hùng, có khi em nhận danh hiệu trước các anh đó nha trưng tương đối đẹp trai người cao giáo tính tình thì ngang tàn ăn nói dứt khoát rất bản lĩnh đàn ông không như liên lạc khác trắng trẻo nhỏ bé lễ phép trưng truyền đạt mệnh lệnh cho các trung đội rất rõ ràng và có phần uy lực nếu được làm lính bộ binh thì đây cũng là một chiến sĩ chỉ huy cực kỳ gan lì rất đội thông minh tôi rất thích tính cách của trưng anh em trong đơn vị cũng rất yêu quý trưng các cuộc liên hoan ngầm ở các b đều thấy trưng có mặt Buổi chiều xuống, không còn bóng nắng chói trang. Chúng tôi tụ tập giữa sân đại đội. Một nồi quân dụng miến thịt công được anh nuôi khiêng ra. Lính tráng mỗi người một góc, vài vẫn đeo súng, xì sụp, húp, miệng khen tấm tắc. Một nồi miến không bao giờ quên. Một cái tết muộn của lính bộ binh C6. Tuy không gia vị, không hành ngò, chỉ cho thêm nấm mọc nhĩ tươi, vừa nhặt ở mấy khúc gỗ kẻ hầm. Vị ngọt của thịt công thấm mãi trong lòng tôi. Cho đến già, tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy. Đứng nhìn mọi người ăn ngon lành, mà ánh mắt anh Trưng tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ nó đang thầm ước. Ước gì ngày mai sẽ có những con thú lớn hơn bị vướng mìn của nó, để rồi mang về tầm bổ cho anh em. Có thêm sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cầm cự chiến đấu lâu dài trong vòng vây của địch. Đêm hôm sau, chẳng thấy địch quấy nhiễu, mà ai đến 4 giờ sáng mới có một tiếng nổ lạc lõng trong bãi mìn. Thằng đi nhỏm dậy reo to. Lại sắp có chất tươi chấm răng rồi, đồng hương ơi. Tất cả anh em trong đơn vị khấp khởi chờ đợi. Sáng ra Trừng đã nai nhịt gọn gàng, miệng cười rạng rỡ, nói tếu với anh nuôi Sành Điếc. "Chờ nha, anh sang chuẩn bị đun nồi nước, con này chắc to lắm đây." "Ha? Mày nói cái gì?" Tất cả cùng cười rồ lên. Sành Điếc ngơ ngác rồi cũng tè tét cười. Anh lánh đại đội phó lóc cóc đuổi theo Trưng Vừa chạy vừa gọi Cho anh đi vơi, Tiện thể anh xem lại cái bãi mìn Còn bổ sung thêm Anh Bùi Văn Lánh Trước kia là lính C-15 công binh E-29 Biết rất nhiều về cách bố phòng mìn Anh vừa lên tháng trước Nhận chức đại đội phó C-6 Anh là người dân tộc Mường quê ở Hòa Bình dáng người đậm chắc Tôi chưa từng đi cùng anh ngày nào Nhưng các lính C-6 nói Anh chỉ huy rất được Đám lính dõi theo cho đến khi hai người đi khuất dạng cây. Hai nuôi hỉ hụi đun một song nước to. Chưa kịp sôi thì bỗng nhiên một tiếng nổ khô khốc trong bãi mìn. Tiếng mìn QK ca năm, mìn của ta. Tất cả ngây người chết lặng. Tôi và anh Than đại trưởng cùng mấy lính bộ binh lao về hướng bãi mìn. Một tiếng nổ rắn đanh. Lần này là tiếng mìn KP2 của địch. Anh Than khựng chân lại như bị vướng mìn. Trừng ơi, lánh ơi, các em ơi, anh gào lên trong nước mắt Tôi lao lên kéo áo anh Than Anh bình tĩnh đi anh Than Sắp vào bãi mìn rồi Để em, em biết lối này Tôi đi theo những cọc tiêu bí mật Mà Trưng đã chỉ cho tôi Qua khoảng rừng xanh đến bãi cỏ tranh Đã cháy đen hết gốc Nhìn thấy anh Lánh đang ôm chặt ống đồng Máu loang trên mặt Đầy tàn cho bụi Trưng nằm sấp bất động Bên cạnh con mang đã chết Anh Lánh vừa rên vừa kêu trong cơn đau Cẩn thận, nó mìn của địch gai nhìn cho thật kỹ rồi vào. Tôi dò từng bước dẫn đội hình, cõng anh Lánh và Trưng ra khỏi bãi mìn, không thèm để ý đến con mang, lúc này không còn ham muốn gì nữa. Theo lời anh Lánh kể, trước lúc hấp hối, bọn địch đã chui vào bãi mìn, chúng tháo mìn qk năm gài lại trong lối mòn của ta đi. Chúng còn gài thêm một cơ số mìn KP2 và đặt con mang đã chết là mồi nhử. Trước khi hy sinh Trưng còn ngăn cho anh Lánh bước vào Sợ anh vào bãi mìn Lại vướng mìn như nó Anh cố tiến đến để cứu Trưng Nhưng vì quá căng thẳng Nên anh vướng tiếp quả mìn thứ hai Đưa hai người về danh trại Nồi nước Trưng dặn đun sẵn Giờ đây lại trở thành Nồi nước tắm rửa cho nó Anh Đức y tá Garo cấp cứu cho anh Lánh Nhưng do vết thương quá nặng Đến tối thì anh Lánh cũng chút hơi thở cuối cùng chúng tôi càng trở nên u uất không ai nói với ai câu nào không khí tăng tóc bao trùm đơn vị đến nửa đêm chúng lại tập kích vào đơn vị mặc kệ chúng tôi chẳng thêm đả động nổ súng chán rồi cũng thôi chúng đâu có dám tiến vào mặt đối mặt với lính chúng tôi hôm sau tôi dẫn đường khiêng hai ca tử về tiểu đoàn qua đồi tròn nhìn về bãi mìn vẫn thấy con mang nằm đấy trên trời cao từng đàn kền kền bay lượn giữa không trung chúng đã đánh hơi thấy một xác chết vừa đưa xác anh lánh và trưng xuống nghĩa trang tiểu đoàn ngày sáng hôm sau một tân binh bên trung đội anh Nam cúc khi đi tuần tra đồi tròn lại vướng mìn nhìn những tân binh vừa bổ sung và xây sáu thật đáng thương các lính nhập ngũ năm tám mươi tỉnh quảng nam đà nẵng vẫn còn trẻ măng có người mới rời ghế nhà trường còn chưa biết lo cho bản thân khi ở nhà cha mẹ chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ. Tuổi 18 đôi mươi mới tập tuệ yêu đương, cầm tay con gái còn ngượng ngùng. Thế mà chưa đủ 3 tháng quân trường, quân trang còn thơm mùi vải, đã bị quăng vào nơi ác liệt nhất của chiến trường. Các em như một đàn gà con rơi vào hang rắn, tự vùng vẫy, tự sinh tồn. May cho các em còn có những đàn anh cự phách, những người lính chủ công biết yêu thương đồng đội, nâng đỡ dẫn dắt và dần dần các em đã trưởng thành người tân binh hy sinh có tên là phúc huyện thăng bình tỉnh quảng nam tôi mới biết tên em nhưng chưa hề biết mặt chỉ có những hình ảnh duy nhất mà tôi biết đó là một cánh võng bê bết máu được đóng cọc treo tạm trước cửa hầm trung đội năm có lẽ khi mới sinh cha mẹ đặt tên em là phúc muốn có con sống cuộc đời lương thiện không làm điều ác và mong muốn con mình gặp nhiều may mắn trong cuộc đời nhưng đau đớn thay. Qua đồi tròn, người em tên Phúc đã gặp họa. Một trái mìn KP2 của địch tiện đứt đôi chân, chặt đứt niềm hy vọng của gia đình. Trung đội của anh Cúc nằm ở hướng đồi tròn. Mùa khô bãi cỏ tranh trước mặt trung đội bị đốt trụi. Đứng từ ngoài rừng khộp, xa xa hoặc đứng trên đồi tròn, có thể nhìn thấy công sự và hàng rào chống B40. Bởi vậy chúng lấy B5 làm vật chuẩn để câu pháo cối vào nên lính trắng trong trung đội hàng đêm phải lót sạp xuống giao thông hào ngụ để tiện cho việc tác chiến nếu địch có tập kích hoặc tấn công. Có lần tiết trung đội phó, người Quy Nhơn kể với tôi rằng đêm 30 Tết đẩy lui từng đợt tấn công của địch. Khi ngất tiếng súng, chúng tôi ngủ ngay dưới hào, đang nằm một con rắn hổ mang to bằng cổ chân, rơi ngay xuống hào, phun nọc phì phì. May mà tất cả đều mắc màn, nó chạy loang ngoang bên dìa thành sạp, nên không có đường lên. Chúng tôi xua ra ngoài xa, dùng bắn súng đập chết. Nhìn con rắn hãi hơn cả gặp địch, đồng hương ạ. À. Nghe câu chuyện mà tôi dùng giận cả người. Từ đó mỗi lần đi gác ngoài ra thông hào, tôi lại phải nhìn dưới chân xem có cái gì uốn véo không. Tôi vốn là người rất sợ rắn, không cứ gì tân binh, các lính cựu trong đại đội cũng đã có biểu hiện nao núng. Đã một tuần lễ kể từ khi địch đánh chiều hôm 30 Tết, thêm số lượng hy sinh tăng dần đêm nằm chờ giặc, nghĩ lại hôm nay mình sống, ngày mai sẽ ra sao. Nhìn những cặp mắt hốc hác, ăn uống thiếu thốn, giấc ngủ không trọn vẹn. Trong tôi thầm nghĩ, lính tráng tinh thần bạc nhược như vậy, chỉ cần một trận như chiều 30 Tết thôi, chắc gì đã trụ nổi. Nghe nói dưới tiểu đoàn cũng bị địch đánh mạnh, C5 và C7 hy sinh nhiều, đã có một số lính đảo ngũ. Trên này chỉ có hai đơn vị bé nhỏ, làm sao mà chống đỡ nổi? Một buổi chiều tôi vừa đi tắm về Gặp ba bốn lính lúi húi xem tấm bản đồ của tôi Chỉ trỏ như những nhà tham mưu quân sự Chẳng hiểu mấy lính này có biết đọc bản đồ không Nhưng có vẻ đăm chiêu lắm Tôi liền hỏi Làm gì đấy Bản đồ tôi cất trong ba lô Ai lại lấy ra Thằng đi tẹt anh nuôi thú nhận Tôi mượn xem tí đồng hương ạ Có nhìn vào đó thì cũng như bức tường Không có nghiệp vụ sao biết được có thể các lính cũng đang tìm đường chạy nếu địch tấn công mạnh từ đó tôi rất cảnh giác ngoài khẩu ak đấu đuôi hai băng đạn tấm bản đồ và địa bàn luôn luôn để bên người kể cả lúc đi ngủ cũng không hề rời mặc dù chỉ huy đại đội không nói về phương án rút lui nhưng trong đầu tôi cũng vạch ra những kế hoạch cụ thể chỉ chờ ban chỉ huy tiểu đoàn phát lệnh là cuốn gói vài ngày sau chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng bắn dữ dội ở phía bắc đơn vị cách đơn vị khoảng 2 cây số, cả tiếng đại bác B40, B41 và M79 giống như một trận tập kích hùng hậu rót vào đối phương. Gọi điện hỏi các đơn vị đều không rõ. Đêm sau cũng vậy, đêm sau nữa lại càng xa. Thì ra lũ này cũng biết cách lập những trận địa đánh giả để báo công với cấp trên. Chúng cũng sợ chết, không dám đối đầu với bộ binh Việt Nam. Chúng rút hết đạn dược, tạo ra tiếng nổ để cấp trên biết rằng chúng đang chiến đấu, rồi cũng rút êm về biên giới an toàn. Thế rồi một ngày đẹp trời, tôi cho là đẹp nhất trong những ngày u ám của vùng An Long Ven này. Một đại đội của D7 tiến vào doanh trại, vừa cõng hàng cho C6, vừa hỗ trợ chiến đấu cùng đơn vị chúng tôi. Lính tráng lại vui như Tết vì có quà, có thư nhà, có thuốc lá hoa mai, bánh mứt kẹo bày ra. Lại kể chuyện chiến đấu, kể chuyện tiếu lâm kể chuyện gái gú. Căn hầm phối thuộc tối nay rôm giả hẳn lên, chúng tôi lại thêm hai trinh sát D7 người Đà Nẵng. Điều đặc biệt là có hai thông tin D7 lại là hai đồng hương cùng ngày nhập ngũ với tôi. Câu chuyện dâm gian cả đêm. Xa xa dỗ lên trận tập kích giả của địch. Lính D7 ngơ ngác hỏi. Ờ, địch đánh đơn vị nào vậy anh? Chúng đánh đấm gì đâu, chó cắn ma đó mà. Thôi, cứ mặc kệ chúng đi, các đồng hương ạ. À. Từ khi G7 đến hỗ trợ cho C6, quân số trong đơn vị được tăng lên. Lúc này đơn vị đã đủ cơ số để tuần tra quanh danh trại, mở rộng những đợt truy quét dài ngày và chốt chặt trục đường mòn không cho địch từ nội địa hợp quân bên kia biên giới. Ngày hôm sau, tôi dẫn một trung đội, có cả vài lính G7 đi tuần trong vòng bán kính 1 km xung quanh danh trại, phát hiện nhiều bếp ăn dã chiến của địch, có rất nhiều ổ lá địch lót nằm vỏ mì tôm nhãn hiệu Thái Lan vứt bừa bãi, những vỏ lon thịt hộp, chúng dùng dao nhọn đâm thủng nắp theo hình chữ thập để cậy ra ăn. Thịt vẫn còn thừa trong hộp, thật lãng phí. Tôi thèm quá, lấy ngón tay ngoái một miếng cho vào miệng. Protein thấm vào miệng ngây ngất đến không ngờ. Gọi là tàn quân, mà sao bọn nó còn ăn sang hơn cả mình? Những người lính chúng tôi nếu dựa vào khẩu phần ăn, chỉ có một lon thịt lợn xay bé tí, hòa tan ra cho cả đại đội ăn. Quần trang của địch cũng rất tốt và nhẹ, vừa nhẹ vừa bền. Quần áo phin pha ni lông, mùa khô thoát mồ hôi, mùa mưa nhanh ráo nước. Lính ta áo quần sợi bông, chỉ vài tháng mùa khô, mồ hôi thấm ẩm vải, làm rách bươm. Ít có người lành lặn. Rừng xanh âm u, không một tiếng động. Chúng tôi thận trọng từng bước, giãn cách cự ly, quan sát thật kỹ càng. Bỗng một loạt AK bắn thẳng vào giữa đội hình chúng tôi. Rồi B40, M79, âm ầm dội xuống. Đã quen với cận chiến, chúng tôi vội vã nằm xuống chống trả. Vì rừng rậm nên không phát hiện ra đối phương, chỉ thấy chỗ nào có khói súng phụt ra là bắn thẳng vào đó. Trung đội phó Phạm Tấn Sắc cho lính lợi dụng các gò đất vận động dần về phía trước, bắn yểm trợ cho người sau tiến lên. Bọn địch vừa bắn vừa rút lui, đang ham đuổi địch, bỗng nghe tom, tom. Hàng loạt tiếng đề pa cối 82 của địch phía trước mặt vọng lại chúng tôi rút vội xuống lòng suối cạn, hô nhau chạy. Tiếng đạn cối ầm ầm sau lưng, thật hú hồn. Điểm danh lại thì không có ai bị thương. Chúng tôi lắp thêm đạn, tiến về nơi có tiếng cối phát ra. Lần này phải quyết nhổ bằng được trận địa cối của chúng. Khi đi rất hăng hái, nhưng càng gần với trận địa, chúng tôi lại cảm thấy lo lắng. Một khẩu đội cối 82 luôn luôn đi với một đội ngũ tiểu đoàn. Quân số ít nhất cũng phải 100 quân. Một trung đội chúng tôi liệu có chống đỡ nổi không? Tôi cũng rất căng thẳng. Trận này là một trận quyết tử. Chúng tôi dàn hàng ngang, lợi dụng địa hình địa vật, từng bước tiến lên. Từ xa đã nhìn thấy cây que buộc những lán trại tạm thời. Dưới đất mòn dịn những dấu chân trần, không khí lặng như tờ, mùi hôi của máu khẳn lên. Xung quanh là băng gạc những vết máu đen sẫm. Tôi phát hiện ba bốn vỏ đạn DK-82 còn đậy nắp không dám đụng vào sợ bị bẫy. Không tiến vào trung tâm, chúng tôi nằm im nghe động tĩnh. Đàn vượn trên cành đã hót véo von gọi bầy. Bỗng từ phía đông đổi tròn, hướng trung đội Anh Vĩnh B4, dội lên tiếng miền định hướng, tiếng súng các loại nổ vang trời. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi khẩn trương chiếm lĩnh trận địa của địch. Chúng đã bỏ đi khi đã đụng độ, chỉ để lại mấy cái bếp vẫn còn cho ấm và lán trại tạm thời buộc bằng que rừng phủ lá vẫn còn xanh. Anh sắc cho tổ chức đón lõng, hy vọng chúng bị phục kích ở hướng trung đội anh Vĩnh. Tàn quân phải quay lại vị trí cũ, chờ cặp buổi chiều, không động tĩnh, đành phải trở về đơn vị. Không có chiến thắng, chẳng có thương vong. Chúng tôi về tới doanh trại, đã được lính ngoài vọng gác báo tin. Trung đội 4 phục kích diệt 8 tên, thu được nhiều vũ khí cùng nhu yếu phẩm của địch. Tuy đội hình chúng tôi không đạt được thành tích gì, nhưng cũng rất phấn khởi vì trong đơn vị đã diệt được địch. Thằng Thái ghé tai tôi nói, tối nay qua B4 nha, thế nào cũng có mì tôm ăn, ít nhiều cũng được điếu thuốc thơm. Căn hầm phối thuộc trên C6 nằm giữa trung tâm đại đội, gần với bếp ăn nên lúc nào cũng đông vui. Nơi đó là nơi của trinh sát và thông tin, tá túc, đôi khi có khách từ các đơn vị khác lỡ độ đường xin ở lại vài ngày. Nay thêm trinh sát và thông tin tiểu đoàn 7 lên hỗ trợ nên càng đông vui hơn. Có người kêu chặt quá. Tiền Sức là lính thông tin hài oát của D8 nói đùa. Ông nào chê chật thì ra kho quân khí mà ngủ nhá. Kho quân khí C6 nằm ngay sau lưng nhà hầm chúng tôi. Tuy nhỏ nhưng vững chắc. Được kè gỗ cẩn thận để chứa đạn dược. Vẫn còn nhiều khoảng rộng. Và cũng là nơi tôi đặt các tử sĩ trong đó. Vừa ấm áp vừa phòng tránh được những thú rừng mò và ăn xác. Đầu tiên còn sợ, sau cũng thành quen. Các lính D7 hồn nhiên sôi nổi hơn chúng tôi. Xuân và Hải trinh sát D7 hay hát, hát toàn những bài hát lính, những bài hát mang nỗi buồn lính trận. Vì yêu quê hương, anh cầm súng ra đi. Hoặc mẹ biết bây giờ, con đang ngồi hố nhỏ. Giai điệu buồn thống thiết, nhưng mà hay và rất hợp với cảnh. Trung và Thành thông tin hai oát của D7 là đồng hương với tôi nhưng hai chàng trai này lại có dáng dấp thư sinh, luôn thích trải chuốt làm đọm. Thành Jun là con trai duy nhất trong gia đình trí thức, lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều sống ở phố Thi Sách, một khu phố đẹp nhất của Hà Nội. Còn Trung ở ngay ngã tư Trung Hiền, gia đình Trung bán vòng hoa tăng lễ, lâu năm ở chợ mơ. Nhà tương đối khá giả, dạ. Trung rất hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, luôn luôn có sẵn gương lược trong túi ba lô. Dù có vất vả hành quân hay thọc sâu truy quét vẫn giữ phong thái đĩnh đạc tóc rẽ ngồi áo bỏ trong quần nai nịt gọn gàng có lần thằng xuân hỏi tôi tôi hỏi thật nhé đồng hương có phải người hà nội không sao đồng hương lại hỏi vậy tôi thấy ông chẳng giống người hà nội gì không trắng trẻo như thư mượt không ngang tàn như đỗ hen chẳng lãng tử như thành run chẳng điệu đà như đồng hương trung thông tin đây tôi chỉ cười giải thích gì đây Tạng người của tôi nó như vậy Làm lũ từ thuở nhỏ Sống trong một xóm lao động nghèo Nên nỗi nhọc nhằn nó hiện lên khuôn mặt Xuân người Đà Nẵng Là cựu trinh sát của D7 Nhập ngũ năm 1977 Người nhỏ bé nhanh nhẹn Ăn nói hoạt bát Rất hay quan tâm mọi người Ánh mắt nhìn thẳng Nên có vẻ trẻ trung hơn tôi Tôi và Xuân khá hợp nhau Xuân hay hỏi tôi về nghiệp vụ trinh sát Những kinh nghiệm đi thực địa Nơi này ra sao tình hình hoạt động của địch như thế nào, cũng như bố phòng quanh danh trại, có bao nhiêu điều được tôi biết, tôi chỉ hết cho Xuân. Vào một buổi tối, sau khi giao ban, tôi nhận nhiệm vụ sáng mai đi truy quét dài ngày, phía nam với đơn vị, cũng là lúc Xuân phải dẫn D7 xuống tuyến dưới lấy lương thực thực phẩm. Ngày mai mỗi người một hướng. Bữa cơm tối bày ra, nhìn nét mặt chung bẩn thần. Tôi hỏi làm sao đấy? Thành run kể. Vừa rồi nó đi tắm, sờ vào túi cóc thấy gương vỡ làm đôi không có gương soi để trải đầu nên nó buồn ui dào cả đời thằng tôi không gương lược có sao đâu hôm nào nhờ mấy thằng xuống cam tuất mua lại một cái nhưng gương vỡ thì độc lắm liệu có sao không đồng hương xuân trả lời tôi hay đi đầu còn chẳng sợ ông là thông tin đi giữa thì lo mẹ gì nhưng mà tôi thấy thằng đi đầu không sao thằng đi giữa lại bị vướng mìn ấy trung nói câu vướng mìn như bị trứng lại nơi cổ họng tất cả lặng đi không ai nói gì cố nhai hết bát cơm rồi lẳng lặng buông đũa xuân là người lo lắng nhất ngày mai phải vượt qua đồi tròn mìn địch mìn ta răng như mạng nhện làm sao qua nổi dù một người thuộc địa hình như tôi qua đó còn suýt chết mấy bận một lúc sau xuân lôi bản đồ ra xem lại đo đạc bằng bút chì tìm hướng đi cho ngày mai nó xem hoài xem mãi như nhìn trong bản đồ có thể tìm ra thấy từng quả mìn trải dọc, trải ngang quanh đồi tròn. Ngồi chấm ngâm một lúc, nó ngập ngừng hỏi tôi. Mình muốn nhờ đồng hương một việc. Sáng mai đồng hương có thể dẫn mình qua đồi tròn được không? Chỉ cần qua khỏi đồi tròn là được. Mình cảm ơn nhiều. Đồng hương biết rồi còn gì. Ngày mai mình phải đi sớm, dẫn quân đi truy quét ở phía nam. Có nghĩa là đi ngược hướng với đội hình D7. Chỉ còn một cách duy nhất đi đường chính đừng cắt rừng qua vệ đồi tròn muốn cắt rừng thì phải qua hai bãi mìn của ta phải phát hiện kỹ cọc tiêu chỉ đường ôi nguy hiểm thế đi trục đường cũng sợ mìn nó chôn dưới đất ai mà biết được tôi đã chỉ rất kỹ càng cho đồng hương rồi đời thằng trinh sát may hơn khôn đồng hương ạ à. cứ tin vào số phận thật tỉnh táo vào một đêm chờ đợi xuất quân sao khó ngủ thế đợt truy quét dài ngày liệu tôi có gặp địch không có an toàn khi truy kích kẻ thù không? Tình huống trong 15 ngày, nhiều biến cố bất ngờ có thể xảy ra, chẳng biết đâu mà lần. Phía bên giường cạnh, Trung đang thở dài nghĩ tới cái gương vỡ, lo đắng điểm gỡ sẽ vận đến với mình. Là thông tin đi giữa đội hình, chắc gì thoát khỏi lưỡi hái tờ thân. Chết sống là tại số mà. Cánh võng của Xuân vẫn đong đưa. Xuân không nói gì, nhưng tôi hiểu cảm giác này cảm giác của lính trinh sát trước ngày dẫn quân vào nơi cực kỳ nguy hiểm cái chết luôn luôn đón nhận người đi đầu nguy hiểm chủ yếu là mìn những quả mìn âm thầm la liệt chờ đợi người dẫn đường chỉ một giây lơ là thôi phía cuối hầm thành run gáy vang như sấm nó sống vô tư như vậy lại hóa hay dù cho thế giới có sụp đổ nó vẫn hồn nhiên mặc kệ lính thông tin hai oát đi giữa đội hình ngày lên sóng hai bận quăng dây dịch mật mã, đánh địch đã có bộ binh. Mình lo cái nỗi gì? Sáng hôm sau, tôi nhận gạo, thực phẩm, dẫn hai trung đội đi truy quét ở phía nam C6. Cái nơi mà D8 chúng tôi bị ba ngày khát nước, lúc đi đánh nông trường 31, An Long Ven trở về. Nỗi kinh hoàng của cơn khát vẫn còn ấn tượng mãi trong tôi và của lính C6. Đợt này, đích thân đại đội trưởng, Tô Than chỉ huy Chủ yếu chúng tôi đi tìm những con suối, nơi rừng xanh, nghi có nước để địch tìm đến. Đợt truy quét 15 ngày không gặp địch, chuyến đi an toàn. Chúng tôi trở về đơn vị, quần áo hôi mù, bàn chân thì phông rộp. Vừa bước chân đến sân đại đội, đã thấy Thành run mếu máu. Tuấn ơi! Đồng hương Trung mất rồi, nó bị vướng mìn sáng nay. Thằng Xuân đâu? Sao không thấy? Xuân trinh sát bị vướng mìn hy sinh ngay trong ngày đầu tuấn đi truy quét đấy tôi nghe thành kể tương tận về cái chết của xuân nó không đi trên trục đường mà xuân quyết định đi cắt rừng đi gần hết đồi tròn thì vướng mìn thằng hải trinh sát sợ quá phải dẫn quân khiêng xuân cắt thẳng ra đường cái cứ trên trục đường mà chạy đến ngầm c 5 mới gặp lính chốt đường tội nghiệp thằng xuân một trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã từng chinh chiến từ biên giới việt nam từng dẫn quân D7 đi an toàn khắp các ngã trên vùng đông bắc Campuchia. Vậy mà lại hy sinh nơi địa bàn hoạt động của chúng tôi. Tôi như người mắc lỗi với Xuân. Mình có khả năng dẫn đội hình qua đồi tròn an toàn mà không thể giúp gì cho đồng đội. Thế Trung hy sinh như nào? Sáng nay D7 dẫn quân đi chốt đường. Mọi người đi theo dấu chân người đi trước. Trung đi giữa rất an toàn. Khi đi qua gốc cây đổ dưới chân đồi tròn thì Trung vướng mìn một quả mìn KP2 nhảy lên, đập vào đáy máy Silic 2W rồi nổ toang. Toàn bộ phần đũng quần phá nát. Trùng đang nằm trong kho quân khí, ngày mai đưa về tiểu đoàn khâm liệm. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, ánh trăng mùa khô đỏ như máu, dọi xuống cánh rừng xăng lẻ. Hai chúng tôi, hai đơn vị khác nhau cùng gác chung một thi hài đồng hương. Lòng tôi nặng trĩu, nỗi buồn cho số phận, sống chết thật vô tình. Là lính chiến có ai muốn chọn cái chết Chiến tranh không chừa một ai Từ người sĩ quan đến anh tân binh Từ thủ trưởng đến anh liên lạc Từ anh đi đầu đến thằng đi giữa Đều ra đi, đều hy sinh Ngày mai, ngày mốt, biết bao nhiêu ngày nữa Sẽ chẳng biết mình có được trở về quê hương Để hưởng trọn vẹn những ngày êm ả Để không có những cơn thẳng thốt giật mình Trung nằm đó thản nhiên Máu me bê bết Vì chưa kịp khâm liệm chỉ bó tạm trong cánh võng bằng những sợi dây rừng, không nén nhang, không dầu đèn. Ở nhà chung, trong cửa hàng đầy ấp những vòng hoa cho khách, mà nơi này chung chẳng có lấy nổi một bông hoa. Vĩnh biệt Trung, Vĩnh biệt Xuân, những người lính phối thuộc của D7, đã cùng sát cánh chiến đấu với D8 chúng tôi. Nhớ mãi một kỷ niệm buồn, mùa xuân năm 1981. Phùm Trọng Sơ sáng nay tràn ngập màu áo lính, màu áo bị nhuốm bụi đất mùa khô đỏ dọc mùi mồ hôi quện mùi thuốc lá đậm đặc khắp trong phum tất cả lính ở các đại đội khắp nơi ngà dồn về hết về đây tiếng gọi nhau tiếng chửi thề ồn ào hoạt náo lính đứng lính ngồi phì phèo điếu thuốc dê ở trung tâm phum một căn nhà sàn lớn khá sạch sẽ là ban chỉ huy tiểu đoàn các thủ trưởng đang cặm cụi tính toán đường hướng hành quân trên bản đồ tác chiến lính thông tin trinh sát đã nai nịt gọn gàng. Giữa phum là một hội trường khá lớn do công xã của Pol Pot dựng lên. Những ghế băng la liệt, lính nằm ngả lưng. C8 hỏa lực đang tháo dỡ chân đế cối 82 DK 12 ly 7 để chuẩn bị hành quân. Bên ngoài sân, lính bộ binh đứng vòng trong vòng ngoài đang chọc ghẹo hai tên tù binh. Thì ra đêm qua, C6 bắt được tù binh, hai tên cao lớn, một tên là đại đội trưởng, tên kia là y tá đều bị trói ngược cánh tay bằng dây võng dù nét mặt căng thẳng tột độ người trợn mắt kè nhe răng người dứ nắm đấm thậm chí có anh còn rít thuốc lá phà khói vào mặt rồi cười khoái trá đúng là tư thế của những kẻ chiến thắng rất vênh vang và ngạo nghễ lúc này đây tôi thấy chúng đâu có gì dê sợ chúng đâu có giống những tên đao phủ cầm cuốc bổ xuống đầu đồng bào vô tội của chúng đâu giống những tên ác ôn áo đen dám cầm dao cắt cổ các tù binh, rồi treo hàng chục xác không đầu của bộ đội Việt Nam lên cây cao để thị uy khi còn người ngoài biên giới. Giờ đây chúng đang run rẩy, yếu đuối, ánh mắt ăn năn van xin sự tha thứ của những người chiến thắng. Ngày hôm nay tiểu đoàn hành quân lên An Long Vang, tỉnh Xiên Diệp. Địa bàn này thuộc quân khu 7 hoạt động, nhưng vì họ chưa tới, đại kỹ thuật báo về, bọn địch đang tập hợp tàn quân ở đó gom đủ quân số chúng sẽ lập khu kháng chiến phản công lại chúng ta đội hình chúng tôi đi trên con đường nhỏ qua sườn sang ca lên an long ven có ba người dân miên dẫn đường đi đi chưa đầy 5 km thì được lệnh giải lao sao hôm nay ban chỉ huy hào phóng vậy mọi khi đi giặc cẳng có được nghỉ đâu là một lính mới trong những ngày đầu mở chiến dịch ít khi được gặp địch đội hình hành quân đi như chơi địch thì cứ chạy dài ít khi đụng độ tôi cũng muốn bắn được vài tên địch để còn chút kỷ niệm về thành phố, khoe khoang với các cô học trò cùng lớp. Mang tiếng là lính trận mà không nổ súng thì thật là xấu hổ. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ông Phú Dâu đi đến. Ông là tiểu đoàn phó dây 8 dáng người chắc nịch, bộ dâu quai nón xanh gì. Nhìn ông như một vị thủ lĩnh trên lương sơn bạc. Ông thì thầm với anh Năng tiểu đội trưởng trinh sát. Tôi thì không tò mò khi họ trò chuyện, nhưng lát sau thấy các lính trinh sát cũ như Khoa, Hồng, Thanh Phun Dô lặng lẽ chuồn dần, còn chơi lại mình tôi bên ụ mối. Này Tuấn, đường lên ăn long ven còn xa, dẫn tù binh đi, không tiện. Ta phải xử bắn. Tôi phân công Tuấn đi bắn hai thằng tù binh. Chưa bao giờ tiểu đội trưởng lại có câu nói dịu dàng như vậy. Tôi rất cảm động, vì mọi khi anh này toàn ra lệnh, ngay cả trong bữa ăn cũng dùng mệnh lệnh. Tôi thấy anh ta thật đáng mến Tôi hăng hái nhận luôn Nhất trí ngay Sợ gì chắc cũng như bắn bia là cùng Dạo huấn luyện tôi bắn bia không tệ Cả ba viên đều đạt điểm 10 Tôi hăm hở sách súng đi đến hai tên tù binh Cùng lúc đó anh Lưu người Bình Định Đi trước tôi 2 năm lính C6 Tay cầm khẩu AT dẫn hai tên tù binh ra một khoảng rừng Anh Lưu tháo đạn AT trên nòng Rồi lắp băng đạn AK vào Lính tráng đứng theo hình vòng cung Xem tôi và anh Lưu xử tù binh Tôi mở khóa an toàn Mày bắn thằng y tá Còn tao bắn thằng đại trưởng Anh Lưu nói nhỏ Hai tên địch bị trói vào thân cây Chúng không quẫy cựa Những người trói vừa lui Tôi và anh Lưu giơ súng lên Cả hai cùng bóp cò Nhưng không ngờ tôi bật khóa quá mạnh Đúng vào nước liên thanh Một loạt đạn dài bay chéo ngang thân hai tên Khẩu AK giật mạnh Khiến tôi không khống chế nổi còn anh lưu đã xử gọn tên đại trưởng nhưng thằng y tá không chết nó vươn cổ gào to bằng tiếng khơ me ánh mắt nó nhìn thẳng vào tôi đầy oán giận máu từ ngực nó trào ra chảy xuống đất khô rừng khộp khẩu ak như tuột khỏi tay tôi trúc xuống tôi không thể bắn được nữa tôi đứng ngây người toàn thân tê dại như bị thôi miên thái dương tôi giật mạnh chợt anh năng tiến đến tên tù binh chĩa khẩu ak ba lan vào đầu tên địch lạnh lùng bóp cỏ. Tai tôi ủ đi, mắt tôi như có cuồng phong trào ra. Anh Lưu dìu tôi về chỗ cũ. Tôi bỗng nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái nhợt, tiện tay nốc hết bi đồng nước. Rồi đơn vị đi tiếp, để mặc hai tên địch chết đứng giữa rừng. Tôi đi trong đoàn quân như kẻ mất hồn. Hàng đêm, khi nằm trên võng, tôi lại nhớ về tên địch. Ánh mắt oán hờn, tiếng kêu đau đớn của tên địch cứ chập chờn quanh tôi. Nó đi theo cả vào trong giấc ngủ. Cứ như thế trong vài ba tháng liền. Sự ám ảnh thật khủng khiếp. Trải qua nhiều trận đánh, tôi cũng có phần ngôi ngoài. Và tự hỏi, bọn Khmer Đỏ tàn sát nhiều người vô tội như vậy. Chúng có bị ám ảnh không? Hay sự chơ lì biến chúng thành ác quỷ? Ít lâu sau, cũng ở Phum Trom Sere, chúng tôi lại bắt được một tên tủ binh. Tôi vội chuẩn đi chỗ khác. Lần này ông Phú giao cho anh em thông tin giam giữ. Khang Hữu Tuyến tra tấn bằng cách quay máy điện thoại khiến tên địch co rúm người lại nhưng nó không khai còn nghiến răng chửi lại bằng tiếng khơ me vài ngày sau một anh lính thông tin thư sinh nhận lệnh xử tử hình tên tù binh này vì quá mảnh một thời gian sau anh đã bị tâm thần sau khi đánh xong an long Vang tiểu đoàn chúng tôi lại quay trở về phum trong xe lập doanh trại lính được gần dân như cá gặp nước lính đi tung tăng khắp phun để đổi gà, đổi thuốc. Thời đó dân còn quý bộ đội, họ mời uống thốt nốt thỏa thê. Từ phun cam ba, cách dê bộ 13 số vẫn có lính bộ binh C5 lác đác đi lẻ về đây nhận hàng quân nhu mà không cần trinh sát dẫn đường. Không khí hòa bình tràn ngập khắp nơi. Những đêm rong sông sập sình trong phun, các chú lính Việt ngày đầu còn bỡ ngỡ, tay chân cứng quèo, chỉ sau vài buổi đã nhuẩn nhuyễn theo tiếng trống, tiếng nhạc. Ánh mắt đã tự nhiên đưa tình với cô gái quá khơ mè. Dân tin bộ đội Việt Nam đôi khi còn báo cho biết địch vào phun để bắt. Một hôm đại đội 6 bắt được hai tên địch. Chỉ huy tiểu đoàn giao cho trinh sát chúng tôi cảnh giữ. Theo lời khai của chúng thì một thằng là y tá còn một thằng là anh nuôi. Hình như khu vực này không có lính chủ lực bộ binh. Toàn bắt được lính hậu cần. Chẳng biết đánh đấm gì anh Năng tiểu đội trưởng trinh sát Trong khi họp tiểu đội Thường hay nhắc nhở Các đồng chí phải cảnh giác trước tình hình địch Nhưng cũng phải thân thiện với tù hàng binh Nên đối xử tốt với bọn nó Không được có thái độ bắt nạt Hoặc hành hạ tù binh Khi cảm hóa được Rất có lợi cho chúng ta Trong khi làm lán trại Lại phải thêm công việc canh giữ tù binh Thật là vướng víu Chúng tôi trói tạm hai thằng vào hai gốc cây gần tiểu đội Rồi tập trung đào trước hầm thùng đất đồi toàn sỏi gan gà quốc nhát nào tóe lửa nhát đó mồ hôi túa ra nhễ nhại đào quốc mãi mới được cái hố nho nhỏ hai tên tù binh nhìn chúng tôi đào hố nét mặt trở nên căng thẳng chúng sợ hãi tột độ nói những câu tiếng miên thống thiết van xin hóa ra chúng tưởng chúng tôi đào huyệt chôn sống chúng nên rất sợ hãi bố mày làm nhà mày có hiểu nhà là gì không khò khò như thế này này Khánh Sách vừa nói vừa ra hiệu bằng hình ngữ nguyên thủy. Hai tay áp vào má, nằm xuống đất, giả vờ gáy khò khò. Thành Phun rô, chỉ vào phun rồi hai tay chắp theo hình tam giác, đặt lên đầu lắc lư. Lúc đó hai tên tù binh mới hiểu, à thì ra tụi lính Việt Nam nó làm nhà. Rồi chúng lại yên tâm, chăm chú theo dõi công việc của chúng tôi. Cả hai tên vẫy chúng tôi lại, ra hiệu muốn có ý giúp một tay. Tiểu đội phó khoa còn lưỡng lự Trần Hải đế vào Không lo đâu Ta cầm súng Nó có biểu hiện gì thì bắn luôn Quả nhiên công hiệu thật Hai con robot nhãn hiệu Khmer Hoạt động trơn chu Chúng đào theo hàng lối Hết lớp này xuống lớp kia Vuông thành sắc cạnh Theo ý muốn của chúng tôi Có thêm bậc tam cấp Bằng đất vuông vắn đi xuống Vừa rộng vừa đẹp lại phẳng phiu Đã thế chúng còn lấy vồ đầm Cho nền đất bóng loáng lên Buổi chiều, anh Năng đi đánh domino ở trung đội thông tin về. Nhìn thấy hầm đã đào xong, mừng ra mặt. Tôi biểu dương các đồng chí đã chấp hành mệnh lệnh, cùng nhau đoàn kết tiến bước vào hầm, nâng cao quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Năng tiểu đội trưởng là người Hoài Nhân Bình Định, da trắng, mặt đầy trứng cá, mắt lươn, tóc xoăn, có cái đuôi dế sau ót. Khi nói toàn thấy mệnh lệnh, mà giọng nói hơi nhỏ nhưng cố gắng gằn lên cho có uy lực Thành ra có vẻ như bị tụt hơi Anh thường giao lưu với các hàng ngũ cán bộ Thú vui là đánh domino tiến lên và nhậu nhẹt Anh rất hay la cà ở các trung đội trực thuộc Hoặc ở khu vực hậu cần Vì ở nhà anh đã lập trình sẵn Cứ thế mà trôi chảy Kể ra cũng rất nể phục Một người anh cán bộ Biết cách quản lý tiểu đội như anh Anh chỉ xuất quân khi nào có chiến dịch mở ra Anh theo cán bộ tiểu đoàn Để nhận mệnh lệnh về giao cho tiểu đội tôi ít thấy anh cầm địa bàn đạp rừng như chúng tôi không sao người chỉ huy là vậy một người biết lo bằng cả kho người làm mà hai tên tù binh trở thành thành viên trong tiểu đội chúng tôi nhưng vẫn phải trói đêm vẫn phải ngồi gác chúng ngày chúng vẫn hỗ trợ chúng tôi làm hầm thùng cứ chặt được cây to là chúng tôi dẫn chúng đi vác về cả một đống cây kè hầm đồ sộ mà chúng tôi không hề mảy may đau vai nhức xương việc trẻ tre tuốt mây đan lát chúng làm rất thuần thục hai tên tù binh cũng được yêu ái rất đặc biệt hai thằng được một chậu thau cơm to lại được một lon thịt hộp tiêu chuẩn này nằm mơ lính chúng tôi cũng không có thuốc lá thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cho một điếu nước giọt đến tận miệng đi ngủ lại có người canh gác đi cầu có kẻ đứng gác có lẽ tù binh như bọn mày sướng hơn cả sĩ quan vì công tác binh vận nên các tù binh trong thời kỳ này được ưu đãi Tôi thấy các thủ trưởng cũng đối xử tốt với chúng. Hồi đầu giải phóng, chúng tôi nghỉ chân ở một phum gần cầu cháy, gặp ngay một tốp lính D9, trong đó có thằng Mì là đồng hương chúng tôi, đang áp giải một đám tù binh bắt được ở dãy núi Tà Ben. Tay bị trói đang ngồi dưới chân nhà sàn. Ông Cường chăn Việt trung đoàn trưởng cùng hai lính vệ binh phóng xe jeep đỗ xịch bên đường, chẳng thèm hỏi thăm lính một câu, vội bước xuống bắt tay vỗ vai, nói chuyện thân mật với bọn tù binh như anh em, rồi bảo các lính phải chăm sóc chu đáo. Thắng Mì ngồi trên cầu thang nhà sàn nóng mắt, nói vọng xuống. Cán bộ đéo gì mà không thèm hỏi thăm lính tráng một câu. Có mệt không? Đã ăn chưa? Đi bắt tay mấy cái thằng tù binh thua trận. Thật là buồn cười. Cậu tên gì? Ở đơn vị nào? Cậu sẽ biết tay tôi. Tôi binh nhất, lính bộ binh D9. Còn nước cuối nào nữa không thủ trưởng? Kể ra thủ trưởng bắt tay thân mật với tù binh không sao, rất nhân ái, nhưng ít nhiều cũng có lời biểu dương tinh thần lính tráng một chút để cho chúng khỏi phải tủi thân. Đằng này ông chẳng nói gì, vô tình đụng đến lòng kiêu hãnh vời vợi của thằng lính tầng móng, làm gì chúng tôi chẳng nổi sung lên. Hai tên tù binh quấn quýt bên chúng tôi, chúng làm giúp cho chúng tôi rất nhiều công việc, có nhiều lần cho chúng đi tắm tiện thể gánh nước về một võng cho tiểu đội. Chúng tôi tay sách súng diễu dệt, dắt hai thằng tù binh vào phum không cần chói. Chúng vui lắm, chúng còn biết cách xin thuốc của dân mang về cho tiểu đội xài. Ông Phú Dâu nhìn hai thằng tù binh gật gù nhận xét. Có tù binh, lính trinh sát tụi mày khỏe ra, căn hầm thùng lại to nhất tiểu đoàn bộ. Chúng em tự làm, đâu có dám bắt tù binh lao động khổ sai. Thủ trưởng đùa chúng em rồi. Tụi mày tưởng tao không biết sao Phải cảnh giác đấy Địch chứ không phải là dân đâu Một hôm xe ô tô của trung đoàn Chở hàng quân nhu về tiểu đoàn Chúng tôi được cấp một bao tải sữa bột Chia về các bộ phận Lính vui khôn kể Bốc lấy bốc để Tôi lấy nước nóng pha một chậu sữa uống trước Rồi mang đến mời hai thằng tù Hai thằng này thích quá uống luôn Vị sữa không tệ Chỉ có điều pha kiểu gì Cũng không thể tan hết cục được nhưng vẫn ngon. Thỉnh thoảng những cục sữa nằm trên hàm tan dần xuống cổ họng ngọt lịm. Hai thằng khoái chí cười phô hàm răng đen sì. Điểm ít cặn sữa, nhìn vừa vô duyên vừa tức cười. Một lúc sau thằng y tá ôm bụng đấm đít mặt nhăn nhó. Rồi thằng anh nuôi cũng vậy, nó ra hiệu đi cầu. Tôi dẫn chúng ra sau nhà trinh sát, gọi thêm khánh sách, cảnh giới cùng. Lúc này bụng tôi cũng sôi ủng ục, cũng nhanh tay tháo quần. Khánh cười, Bụng dạ địch ta gì mà yếu thế Tao uống mấy cốc có sao đâu Vừa dứt câu Mặt khánh sách nghiệt ra Cũng nhanh chân ngồi một góc Bốn thẳng bốn góc Như bốn bức tượng trấn yểm phong thủy Chẳng nói chẳng rằng Mặt ngây dại chờ đợi từng đợt sóng trào Địch ta đều như nhau Tồng ngồng phơi bài phồn thực Mặc cha đời Lúc này còn xấu đẹp gì nữa Ngày hôm sau hai tên tủ binh chia tay chúng tôi theo xe lên trung đoàn về trại tù binh chúng cảm động rơm rớm nước mắt tuy một tuần mà đã có cảm tình với nhau chúng tôi bắt tay vỗ vai tuy không biết tiếng mà như hiểu được lòng nhau chúng tôi nhìn theo cho đến khi khuất bóng tận cuối phum lòng thầm mơ ước cho chúng cải tạo tốt thay thế chúng tôi sớm ngày nào hay ngày ấy để đoàn quân chúng tôi được nhanh chóng về nước để được chiến đấu trên mảnh đất việt nam dù có phải hy sinh chúng tôi cũng vô cùng thỏa mãn. Vài tháng sau, D8 chúng tôi không còn yên ổn, chúng đã tập kích vào C5 trên Campa. Làm bị thương mấy thằng đồng hương, rồi phục kích làm hy sinh hai cán bộ đại đội ở cuối phung cam tin. Khi vận động lên ứng cứu anh Hà Huy Lan, thấy anh Nguyên hy sinh. Cạnh đó là một tên địch bị hạ gục, mặt sấp xuống vũng bùn. Nhìn kỹ lại chính là tên tù binh anh nuôi mà chúng tôi đã từng canh giữ. Hắn bị du kích phun giềng, bổ thêm một nhát quốc nữa, rồi kéo xác xanh sạch vào rừng xanh. Lính mới thường phải đi với lính cũ một thời gian khá dài. Đầu tiên chỉ cầm địa bàn đi những đoạn ngắn khoảng 3 số lanh quanh trại. Từ tiểu đoàn bộ sang các đại đội bộ binh. Một hôm khoa Thanh Phun Dô và tôi dẫn bà tân binh trong tiểu đội tập cắt góc đi vòng vèo trong trường bắn rồi tạt vào rừng xanh đưa địa bàn đã cài đặt góc độ cho Liêm tập đi. Liêm là một lính mới, nhanh nhẹn, quê ở Quế Sơn, Quảng Nam. Hắn đi rất thuần thục, đang đi nuột nà được khoảng một cây số rừng xanh. Đường rất dễ đi, đột nhiên nó dừng khựng lại, mặt cắt không còn hột máu. Trời ơi, các anh ơi! Nó chỉ xuống chân, những chiếc đầu lâu trắng hiếu xếp dài rằng rặc dưới các gốc cây. Không đếm cũng áng chừng khoảng ba chục chiếc, những chiếc sọ người trắng ẩn mộc thạch đặt rất ngay ngắn thành hàng lối như hình ảnh hành quyết tế thần của các bộ tộc dã man. Kể cũng lạ, dân chăm Sơ Re hiền lành luôn luôn có nụ cười thân thiện trên môi. Có thể tàn ác như vậy sao? Hay đây là một tàn tích của một cuộc chiến tranh thái miên vào năm xưa? Với lính cựu chúng tôi không có ấn tượng gì với vài bộ xương trắng đó vì đã từng chứng kiến những cảnh đồng đầy xác chết quả kêu, những hố chôn tập thể nồng nặc mùi tử khí những lính mới thường thì bị sốc, thấy những hình ảnh này như báo hiệu sự khốc liệt của chiến tranh bắt đầu. Lần này giao cho Tiến đi cắt góc, Tiến là tân binh cũng cùng huyện với Liêm, hắn to béo ục ịch. Gặp phải hình ảnh này, Tiến rất hoảng, cắt rừng ngó trước ngó sau mới dám tiến lên, một lúc lâu mới ra khỏi đường cái. Khoa bấm tôi rồi hô dừng lại, mặt Khoa chố ra có vẻ rất căng thẳng. Con đường này của địch, tất cả nằm im. Còn có cả vết xe ô tô vẫn còn mới nguyên. Tôi đế thêm. Chúng hành quân, đội hình trung đoàn đấy. Hôm trước làm gì có con đường này nhỉ? Thành Phùn rô không nói gì, chỉ lấy mũ tai bèo, lau mặt ngoảnh đi chỗ khác. Các lính mới nằm bẹp xuống, ngón tay đặt vào cò súng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thành phá tan căng thẳng. Thôi các ông ơi, bày đặt mệt quá, sang C6 chơi đi. Chúng tôi cười phá ra, Mấy chú tân binh thở phào nhẹ nhõm. Thằng Liêm rất thích làm lính trinh sát, nó luôn bám theo chúng tôi, thích nghe mấy anh lính cựu kể chuyện chiến đấu, những câu chuyện tìm địch, diệt địch đầy cam go, nguy hiểm, nó cứ há hốc mồm nghe. Lính trinh sát lại hào hoa bất cần đời, đi đến đơn vị nào anh em cũng quý, ai sẵn máu phiêu lưu mạo hiểm thì vào nghề trinh sát là rất hợp, mà nó cũng muốn như các đàn anh. Một hôm trong bữa cơm trưa nó hỏi khoa anh đã lần nào vào tranh trại của địch chưa có chứ nhiều lần mò vào đến đếm từng đôi dép của chúng mà chúng không hay sờ từng cây súng qua vọng gác còn đái cả lên đầu bọn nó mà nó không phát hiện sao không cắt đầu chúng vậy anh ngủ thuê đi nắm tình hình địch về báo cáo cấp trên đâu có được phép tùy tiện ồ vậy à em muốn cầm dao cắt phén ngay cái cổ vừa hay lúc đó có một ông già Lào vác một cái đùi hoãng mang vào biếu chỉ huy cấp tiểu đoàn. Ông già Lào rất quý ông Lực, bẫy được con thú dù to hay nhỏ đều đưa cho liên lạc để xào nấu tầm bổ cho các thủ trưởng. Tiểu đội trinh sát nằm ngay đằng sau nhà chỉ huy. Mọi hoạt động đều không qua được con mắt lọc lõi của lính trinh sát. Hai chú liên lạc tiểu đoàn triển khai nồi thịt hoãng, bếp đã đỏ lửa, mùi riêng quyện với mùi thịt thú thơm lừng. Lính trẻ tuổi mới lớn chịu sao nổi sức hấp dẫn này vị thơm như vẫy gọi chúng tôi. Khoa nói nhỏ với đám lính mới. Nhiệm vụ thử thách đầu tiên đây nhá. Đứa nào lấy được nồi thịt đem về đây mà không bị phát hiện, tao sẽ công nhận đấy là lính trinh sát. Thằng Liêm xung phong ngay. Chuyện nhỏ, để em. Nó thoàn thoát vận động qua các gốc cây, ém mình chờ đợi rồi vút vào sau bếp. Ngó nghiêng không động tĩnh. Khi Đào và Thuận vừa lên nhà, nhanh như chớp, nó chạy thẳng vào trong bếp, một loáng hắn đã bê trên tay nồi thịt vẫn còn bốc khói nghỉ ngút vừa chạy vừa kêu trời ơi nóng quá chúng tôi nhanh tay hỗ trợ chút nhanh nửa nồi thịt nóng hổi vào thao cơm rồi cho thằng liêm trả lại vị trí cũ một lúc sau thấy hai liên lạc chạy vào chạy ra mặt nhớn nhác chúng tôi tỉnh bơ như chẳng biết chuyện gì khoa và liêm vẫn đang lúi húi trong tấm bản đồ đây nha màu trắng là bãi trống màu xanh là rừng già còn kia là con suối Cuối cùng là ngã ba đường Đã hiểu chưa Đào lầm bẩm trong miệng Quái lạ Cả nồi thịt đầy Đi đâu mất nửa Các thủ trưởng cũng chẳng quan tâm Chỉ có liên lạc đào là tức lắm Nhưng không bắt được quả tang Thủ trưởng nào thèm chấp mấy thằng lính Lúc nào các thủ trưởng cũng lo lắng cho chúng tôi Bọn lực thường hay bảo thuận Múc cho trinh sát chúng tôi bắt canh Gói thịt Nhưng tính nghịch ngợm của lính trẻ Thời nào mà chả thế Tôi nhớ nhất vào một buổi tối ở sân bay Sở Tung Trang. Xe hậu cần vừa xuống, có hai thùng lương khô cho sĩ quan. Tân Cu Lừng cùng Khánh Sách Nỡ ngay một thùng chia cho các đồng hương. Ông chính trị viên phó bắt khám cả dây bộ tìm cho ra bằng được ai là thủ phạm. Bọ lực gạt đi. Mình không được ăn thì lính nó ăn. Có lọt vào tay địch đâu mà tức. Cái thời chiến dịch năm 1979, Chỉ huy mặt trận ban bố 9 điều quy định sĩ quan còn khổ hơn cả lính, không dám ăn gì của dân, người gầy rạc, má hóp lại, môi khô nẻ vì thiếu rau. Lính thì khác, có cách để sống mà còn sống khỏe. Đêm đêm vẫn đỏ lửa xào nấu, nhưng lính cũng biết nghĩ cho các thủ trưởng, vẫn ngầm rúi vào tay các thủ trưởng quả trứng luộc, trái xoài ương hoặc khúc cá kho để tầm bộ. Lính trơn đâu phải vô tình. Mùa mưa tới thật sự là nỗi khổ của lính chiến các cơn mưa rừng không hề ngớt. Hình như nó tích tụ cả 6 tháng mùa khô để đổ dồn vào 6 tháng còn lại. Mưa tầm tã ngày đêm, nước dồn từ vùng cao xuống các khe suối tràn trề, qua hai bên bờ, tạo thành những vũng hồ nước không xác định. Có cây đua nhau trổ lá, xanh um rậm rạp, có ba cạnh, có chanh, có lác mọc cao ngút đầu, rừng xanh tối um, tầng lá thấp ganh đua nhau với tán lá trên cao, đan xen sũng nước. Lính trinh sát chúng tôi hầu hết không mặc áo mưa Vì khó vận động trong rừng Cũng không có áo mưa nào chịu nổi Một trận rút rừng Bị bung toạc ngay tức thời Vì những móc gai suốt dọc đường đi Cả ngày hành quân Áo quần tự ướt rồi tự khô Lắm lúc nắng lên Thấy thân hình mình bốc ra những làn khói Từ cơ thể tỏa ra Thật yên hùng và đầy lãng mạn Khổ nhất là lúc vượt suối Người bơi giỏi hơn Bơi sang bờ bên kia căng dây võng đưa người không biết bơi sang trước có những ca tử sĩ chỉ còn cách cho vào túi ni lông lùa hơi buộc chặt như quả bóng rồi hai người kéo dây hai người vừa bơi vừa đẩy vượt suối vô tình rơi vũ khí xuống suối là một tai họa khủng khiếp bằng mọi giá cũng phải lặn tìm bằng được dù thời gian có lâu bao nhiêu người ta bảo nắng tốt dưa mưa tốt lính tôi thấy sai bét mưa lính vẫn đi tuần vẫn đi phục vẫn phải chốt đường. Đi tuần không khổ bằng đi phục hoặc chốt đường, nằm im để chờ giặc. Rừng mùa mưa chỗ nào cũng có muỗi, muỗi vò ve cả ngày. Những con muỗi rừng to lớn, nhanh nhẹn và đói máu, cứ lao thẳng tới chỗ thẳng lính, nhè vào những khoảng áo quần bị rách hở, da thịt mà đốt. Lính vừa đập vừa gãi, không dám đốt lửa sông khói. Bọ ve cũng rất nhiều, những con ve chỉ nhìn hơn hạt tấm, chúng bí mật bò vào cơ thể tìm những khe hốc như nách, mông, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi để trú chú ngụ. Chúng cắm cái đầu vùi sâu vào trong da thịt, rồi sống ký sinh cả tuần mà mình không hề biết. Khi phát hiện ra thì cũng đã muộn. Vết thương do ve cắn để lại cơn ngứa dai dẳng đến vài năm vẫn chưa hết. Đi truy quét mùa mưa, lội nước triền miên nên những đôi giày rách lúc nào cũng sũng ướt, ướt nhoẹt, cọ sát vào đôi chân như mài như rũa. Khiến cho bàn chân trở thành miếng thịt đỏ lòm, gần như tuột hết phần da. Đêm nằm trên võng, vừa ngứa vừa sót, chỉ dám lấy bàn tay xoa xoa nhẹ nhẹ trên phần tổn thương. Có lần tôi bị cái dân lưng Mỹ cọ lên cọ xuống ở bên sườn. Lâu ngày vết xước, hòa trộn với mồ hôi và nước mưa, tạo nên một mảng nhiễm trùng rất sâu. Nước dịch chảy xuống hông quần, khô cứng như mò cau. May nhờ anh Hiền y sĩ cho lọ thuốc tím, rửa mất một tuần, vết thương mới xe mặt lại. Mùa mưa cũng là mùa chúng tôi củng cố giao thông hào và quốc đất tăng ra. Đất ẩm sản sinh ra những loài côn trùng nhỏ bé. Chúng tôi gọi là con mò, hoặc có người gọi là con dĩn. Phải tinh mắt mới nhìn thấy. Khi lật đất lên, chúng bay lên bám đầy hai ống quần và hút máu. Khi đào xong vài mét hào, nghỉ dài lao, vuốt tay xuống chân, thấy tự nhiên cả hai cổ chân của mình bê bết máu. Loài mò này cũng gây ra những trận sốt rét quái dị. Chúng tôi bị sốt, nhưng nhiệt độ không tăng cao. Sốt kéo dài dai dẳng hàng tuần không dứt cơn. Nhiều y tá nghi ngờ cho rằng lính ốm tư tưởng, trốn tránh công việc cấp trên giao. Sau này anh hiền y sĩ cũng phát hiện ra và tìm cách chữa rất đơn giản. Anh nói đây là sốt rét mò. Mùa mưa cũng là mùa địch hay tập kích vào doanh trại. Nửa đêm đang say giấc nồng, Đột nhiên chúng tới bắn tới tấp vào đơn vị Lính tráng chạy sấp mặt ra giao thông hào Nước ngang thắt lưng Chờ mãi cũng chẳng có thêm đợt tấn công nào Lại trở lại ngủ Quần áo ướt như chuột lột Có một lần tôi dẫn C5 Đi tuần loanh quanh danh trại Chuẩn bị qua một con suối Thì tôi lên cơn sốt rét Nhìn con nước chảy xiết Khiến tôi gai lạnh khắp người Vẫn phải tìm cách bơi qua Đầu óc tôi quay cuồng Mọi hình ảnh xung quanh cứ loang loáng hàm răng đập vào nhau cùng cốp, tay chân bùn rộn, không còn sinh lực, mắt vẫn cố hướng sang bên bờ. Chợt nhìn thấy một bóng áo đen từ bên bờ bên kia, cũng đang đội ba lô vượt suối sang bên này. Bốn mắt địch ta chạm nhau như hai luồng điện. Không hiểu sao lúc đó, cả hai đều ngây ra, mất vài giây. Rồi cả hai đồng loạt lăn nhào vào bụi rậm cùng nổ súng. Cuộc tao ngộ chiến được hình thành. Làn danh là con suối đang chảy xiết. Đánh kiểu này chẳng bao giờ có kết quả Một lúc sau địch bỏ chạy Chúng tôi chẳng dám vượt qua suối nữa Phải tìm đường khác về đơn vị Thật hú hồn Chỉ cần nhanh hơn vài phút là cả trung đội Chúng tôi làm vật tế cho Hà Bá Nhưng cũng chậm một phút thôi Tôi đã có thêm một chiến công Lính tráng rất dễ tính Lính vô tư như đã từng làm lính Lính có gì ăn nấy Không hề phản nàn Ăn được thì cố mà ăn Ăn bất kể thứ gì Nhớ thời gian đơn vị D8 chúng tôi Đóng quân trên Bắc An Long Chỉ có gạo mục, cá chuồn khô đầy giòi Gạt giòi da vẫn ăn được như bình thường Khoa tiểu đội phó trinh sát còn nói tếu Gạt giòi da làm gì? Mật công Cứ cắn cả miếng Nghe tiếng giòi nổ lách tách trong miệng Lại thấy vui tai Ăn thì không phí Khoa nói thêm Trên đời này tao không từ chối một con gì Chỉ có mỗi con ốc là tao chịu Tôi ngạc nhiên hỏi lại ốc ngon thế sao mày không ăn ốc vít tụi mày có ăn nổi không tất cả cười rộ lên lại gắp rồi đĩa cá cũng bay sạch hồi còn đóng quân ở Re, tiểu đội chúng tôi đi thực địa rẽ vào một căn nhà rìa phum lấy tấm mền đổi được hai con gà to luộc ngay tại nhà dân hai con gà béo ngậy bắc ra sẵn có bi đồng rượu nâng lên đặt xuống gà chấm bột canh ngọt lịm lính vui tay sẽ chấm tưng bừng chưa hết nửa con gà đã hết gói bột canh khoa hỏi xin muối nhưng bà chủ lắc đầu bà bảo đi vào gác bếp lấy ra một bọc para hốc bình thường thì đến chết chúng tôi cũng không thể ăn nổi món này mở gói bò hóc ra là bịt mũi muốn ói món bò hóc là món cá để ươn ba nắng con cá hoại tử mềm nhũn thối hoắc lúc đó họ cho vào cối giã nát trộn với muối giềng ớt bọc lá chuối treo gác bếp để ăn dần Vậy mà giờ đây thịt gà chấm bỏ hóc, hoa loãng, ăn vẫn thấy ngon, chẳng thấy thằng nào nôn ẹ. Lại một buổi chiều, Hồng Kiều và Thanh Phun Dô đi tuần, rẽ vào phum mang về một bọc phổi trâu, khoe rằng dân biếu không, cả tiểu đội mừng dơn, sửa sạch thái nhỏ, cho vào nồi, xào nấu, nồi thịt thơm phức bắc lên bàn, cả tiểu đội tới tấp gấp cho vào miệng nhai lạo xạo toàn cát. Thì ra mùa khô trâu nhai cỏ, lùa cả bụi cát vào túi phổi. Không vấn đề, vừa ăn vừa nhè cát, thịt phổi vẫn ních đầy bụng lính. Có một lần đi truy quét xuống cánh đồng Bosamu, lâu ngày không có chất tươi, gặp một đàn kền kền cổ cong cùng tranh nhau một cây khô tại một hồ sen cạn, chúng đánh nhau chiếm vị trí trên cành, làm cho các cành cây gãy răng rắc. Chúng chẳng coi đám lính ra gì. Mặc dù chúng tôi nghỉ dài lao rất gần đó Khoa nâng súng lên Chọn con to nhất rồi bóc cò Con kền kền nặng hơn 10 cân Như cánh diều đứt dây Từ từ tiếp đất hạ xuống cái hồ sen cạn Tôi lao theo con quái điểu Hòng bắt sống Nhưng đến khi đối mặt thì thật kinh hãi Nhìn cái đầu chọc lốc Cặp mắt trắng rã với cái mỏ khoằm Đang vươn ra đe dọa Khiến tôi không dám tiến gần Nếu nó mổ trúng đích Cũng không khác gì con dao nhọn chứa đầy độc tố. Tôi lùi lại, kiếm một khúc cây, lừa thế vang một cú trời giáng vào cái đầu gớm ghiếc của con kền kền, lôi cổ lên bờ cho anh nuôi làm thịt. Đúng là loài ăn xác thối, anh nuôi sơn lọ vặt lông, từng đàn giận bò ra nhung nhúc, làn da mốc thách, khô khốc, nhăn nhúm. Sơn rửa sạch sẽ, chặt khúc quân cờ, rồi ướp muối, bóp giềng cho vào nồi, châm lửa làm bữa trưa. Chỉ một loáng, bữa cỗ được bắt lên cơm trắng với thịt kho, còn có cả canh lá giang nấu với cổ cánh kền kền. Khá khen cho tay anh nuôi người Phú Yên, hắn làm các món ăn rất khéo, thịt thơm nước mũi. Tôi gắp một miếng nạc cho vào miệng nhai ngấu nghiến, mùi thịt khét lẹt, hăng hắc mùi xà phòng. Không thể nhai thêm, tôi nhảy miếng thịt, buông bát cơm. Lấy bi đồng xúc miệng, nhìn qua đám lính bộ binh vẫn chén tỉ tỉ. Qua nói thầm với tôi, món này kinh khủng quá, không thể ăn nổi khi ăn xong thằng sơn lọ đổ hết nồi thịt vừa cọ nồi vừa lẩm bẩm mẹ kiếp thịt gì mà khó ăn vậy phí toi cả buổi nấu nướng rửa mãi không hết mùi đang lúc ác liệt nhất trên bắc an long tôi nhận được thư nhà một lá thư loang lổ máu đó là máu của chiến sĩ quân biêu bị địch phục kích trên đường đưa thư từ cầu cháy về sư đoàn bộ thế mới biết tuyến trước cũng như tuyến sau đều không an toàn sáu tháng rồi không nhận được tin tức gì của gia đình nay cầm lá thư trên tay lòng dưng dưng nhớ nhà được tin gia đình vẫn yên ổn quân trung quốc đã rút về nước gia đình bác tôi cũng thôi không phải sơ tán ở hà nội nữa mà đã trở lại lạng sơn ổn định cuộc sống tiểu khu đã mấy lần đưa giấy gọi em trai tôi đi khám nghĩa vụ quân sự mẹ tôi cương quyết không cho em tôi nhập ngũ vì lý do tôi đang chiến đấu tại chiến trường tây nam cuối thư thêm phần tái bút con còn sốt rét không người ta bảo uống thịt ba ba sẽ khỏi sốt rét con cắt tiết pha với rượu mà uống chúc con mọi chuyện an lành mẹ của con ở bên này tôi chỉ gặp rùa là nhiều chứ không nhìn thấy con ba ba đi vào đến bìa rừng là gặp rùa trên đường truy quét chúng tôi gặp rùa vô khối trước đây còn hay bắt về thịt nhưng vì thịt vừa dai vừa ít nên không còn là món khoái khẩu nữa hơn nữa nếu có bị sao như lạc đường, gặp địch, nổ súng, thương vong là tụi lính bộ binh lại đổ thừa cho mấy thằng trinh sát ăn thịt rùa nên mới bị số nhọ. Từ đó đi đầu khi nhìn thấy rùa bỏ trước là tôi bốc lên, nhanh tay quăng thật ra tầm mắt của mấy thằng lính phía sau để tránh chuyện phiền phức. Từ khi vào chiến trường đến nay đã được 3 năm con dư, chưa lần nào tôi nhìn thấy con ba ba ở bên này. Hồi tôi còn ở nhà ba ba bán rất rẻ vì một lý do đơn giản là nhiều người không biết chế biến các món này nên bố tôi hay ra chợ mơ mua một vài con về làm thịt món thịt ba ba om chuối đậu ngon đến nhức răng cắn miếng diềm ba ba giòn như ốc nhồi mùi nghệ mẻ tía tô cứ thấm mãi nơi đầu lưỡi ngon tuyệt trần giờ thì tìm đâu ra ba ba để lấy một giọt tiết canh của nó mãi đến phải một năm sau chúng tôi lại được đi truy quét ở phía nam An Long Vang. Lần này tổ chức theo đội hình trung đoàn. Trung đoàn trưởng Nguyễn Trọng Thể trực tiếp chỉ huy chuyến truy quét. Đội hình bao gồm một đại đội của tiểu đoàn 7 và hai đại đội của tiểu đoàn 8. Chuyến truy quét này hòng chặn đứng con đường chuyển quân của địch từ nội địa lên biên giới, lập căn cứ trên điểm cao 547. Khu vực phía nam An Long Vang này, chúng tôi đã đi rất nhiều lần. Những nơi có nước được trinh sát D8 đánh dấu rất chuẩn xác. Lần này, ông thể chọn vị trí nghỉ chân, đúng nơi chúng tôi thịt con chăn cách đây vài tháng. D7 đóng quân ở đầu nguồn, D8 cuối nguồn con suối, chỉ huy trung đoàn nằm ở giữa. Sáng hôm sau, sau khi dẫn đội hình đi tuần quanh khu vực, tôi trở về nơi trú quân. Đã thấy mấy lính vận tải, tắt gần xong khúc suối, cá đã quẫy dãy đành đạch. Tôi tháo quần áo xuống hỗ trợ, chọn những con to quăng lên bờ. Thằng Cường nhanh tay gom cá, lấy dây thừng sâu từng chuỗi dài, toàn cá quả. Cường là lính bộ binh C7, tương đối đẹp trai, người Đức Phổ Quảng Ngãi. Nó ăn mặc rất chỉnh chu. Cái áo lính đã bạc trắng, mà nó cố giặt cho thật trắng hơn. Nó bảo nó thích áo màu trắng, mà đúng thật. Khi khoác tấm áo lính bạc trắng vào người, nhìn có vẻ rất phong trần, rất từng trải. Mỗi lần vô được con cá to, nó lại cười tiếng cười giòn tan trong sáng giữa đại ngàn mênh mông tôi mải mê bắt cá đột nhiên thấy có vật gì tròn tròn thò lên thụt xuống trong đám lá mục dưới bùn giữa vật tròn là hai lỗ nhỏ cứ nhô lên thụt xuống tôi lùa hai tay định chộp cái vật tròn tròn đó thì đột nhiên vũng bùn từ từ dâng lên chuyển động à thì ra là một con ba ba khổng lồ cái vật tròn tròn đó chính là cái mũi của con ba ba Tôi lùa tay bê bổng cả thân hình nó lên Cả đám lính tròn xòe mắt Há hốc miệng Thằng Cường reo lên khẽ khẽ Chú cha Con ba ba to dữ quá Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con nào to như vậy Con ba ba này to thật Tôi đo độ rộng của nó Được hai găng tay Có nghĩa là đo từ diềm mai bên này Sang diềm mai bên kia Khoảng 40cm Tôi mừng rơn vì một năm nay Tìm kiếm khắp vùng Breakbeer nay mới có dịp bắt được một con ba ba để lấy tiết chữa bệnh sốt rét. Tôi cười nói với Cường. Mẹ tôi bảo uống tiết ba ba sẽ chữa khỏi bệnh sốt rét, mà mãi đến giờ mới bắt được nó. Vậy hả? Thế cho tôi uống với. Tiếc quá, giờ lại phải đi phục. Chiều về đồng hương phải dành cho tôi một ít nhá. Nhưng đến chiều tiết hỏng mất, giữa rừng lấy đâu ra rượu để hãm. Thôi, chiều về ăn thịt ba ba, ngon lắm. Ừ nhỉ, nhớ để dành cho tôi một bát nhé chúng tôi xách cá về cùng hỗ trợ anh nuôi làm cá đánh vậy quả thật dễ dàng tôi thường lấy cái vỏ chai cạo ngược con cá vẩy bay rào rào một loáng là sạch trơn thò ngón tay vào bóc mang rút ngược dạ dày xẻ ngang bụng móc ruột rửa sạch một loáng là xong thằng tài anh nuôi dây bộ cắt tiết ba ba tôi lấy ca bi đông hứng tiết uống ngay tại chỗ các lính nhăn mặt mặc kệ là thuốc quý sao phải bỏ phí lắm mấy tay vận tải cũng uống thử nhưng mặt vẫn nhăn nhăn tành quá tành kinh khủng một loáng tài đã pha xong nồi thịt nhổ riêng rừng giã nhỏ cắt lá giềng lót nồi bột nghệ có sẵn trong ba lô bóp muối thả bột canh cho thêm hạt tiêu xanh đặt nồi lên bếp chẳng mấy chốc nồi thịt ba ba sôi sùng sục mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp cánh rừng may cho hướng chúng tôi nhìn ra bãi trống và tổ chức canh gác rất chú đáo. Một lúc sau, phía ổ phục kích của ta ầm ầm tiếng súng. Chúng tôi mừng rơn vì nhất định sẽ có thắng lợi. Khi đã phục kích với đội hình lớn mà nổ súng thì lính ta nắm chắc phần thắng. Tài gọi mọi người ra nhận cơm, thịt ba ba ngon thật, khá khen cho tay nghề nấu nướng của anh nuôi. Thịt vừa ngon vừa tới, diềm ba ba dày vừa giòn. Tôi cầm ca bi đông nhờ anh nuôi múc thêm một ít để phần cho thằng Cường. Một lát sau, lính phục kích trở về, vài vác chiến lợi phẩm, súng ống, ba lô, có cả song nổi, nhưng nét mặt ai cũng buồn thiu. Một cánh võng đầy máu được hai bộ binh khiêng vào chỗ chỉ huy tiểu đoàn. Đó là thi hài của thằng Cường. Chúng tôi buộc võng Cường vào trong, gần ngay chỗ tôi mắc võng. Nghe lính C7 kể, khi chúng tôi gặp địch, liền bấm mìm định hướng, đồng loạt nổ súng, chúng chết vài thằng. Cường bắn M79 không kịp thao tác, nên một tay chạy qua mặt Cường. Một loạt AK bắn thẳng vào ngực, Cường hy sinh không kịp chăn chối. Buồn quá, ca thịt ba ba để phần cho Cường nguội ngắt. Tôi đem ca thịt trả lại cho anh nuôi. Bữa cơm chiều mọi người lẳng lặng nhai, không ai nói với ai nửa lời. Không dám nhìn vào cánh võng bất hạnh của Cường, lòng nặng chịu nỗi buồn. Vùng Campuchia là nơi rất nhiều cá, đồng thời cũng là nơi sinh ra rất nhiều kỳ đà. Hầu như trận truy quét nào chúng tôi cũng gặp kỳ đà. Chúng sống dọc theo suối, từ đầu nguồn đến cửa sông. Nhìn làn da sần sùi, hoa văn lang lộ, rắn vóc gớm nghiếc, mặt mày lấc láo. ti thoảng lại lè cái lưỡi, chia đôi như lưỡi rắn. Nhiều lính thấy ghê, không dám sờ vào chúng. Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tắt cá trong một khúc suối gần phun Cambara. Khi chưa cạn hẳn, đã thấy cá quẫy nhiều vô kể. Chúng tôi lao xuống, Thằng Căn lính C5 bắt cá rất giỏi Căn là một thanh niên ngoại ô Hà Nội Vốn là dân trải lưới Dọc sông Nhuệ Nên chuyện bắt cá khi có nước cũng không có gì Đang mò trong một hốc cây Bỗng nó rú lên Nhảy trồm lên bờ Mặt cắt không ra giọt máu Ú ớ chỉ vào bọng cây mấp mé mặt nước Có có con gì to lắm Có cả móng vuốt Chúng tôi đoán già đoán non Có thể là cá sấu Tất cả hò nhau ra sức tát cạn mong bắt được con vật lạ đang nằm dưới vũng nước kia khi nước gần cạn để ăn chắc mỗi thằng chuẩn bị một cái gậy đề phòng nếu con cá sấu thì phang thẳng cánh anh tặng bộ binh c 5 người hòa bình nhìn cái đuôi trúng nguẩy trong bọng anh reo lên con kỳ đà hoa con này vẫn còn nhỏ anh thò tay vào hốc cây lôi cổ nó ra một con vật không khác con cá sấu là bao có điều không có răng như cá sấu cái lưỡi trẻ đôi đen ngòm thò ra thụt vào làn da sần sùi như vỏ cây nặng khoảng 3 cân không bỏ thể ăn để cho anh tạm mang về đơn vị nuôi dưỡng đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy con kỳ đà lại vào một hôm mùa khô chúng tôi đi truy quét ở phía nam an long ven trời nắng như đổ lửa chúng tôi bước vào rừng xanh gặp một con suối nhỏ nước trong vắt dưới đáy toàn sỏ nhỏ hai bên bờ suối là một rừng mây gai đan kín thành vòm không thể vượt nổi nên cả tiểu đoàn cứ lội dọc theo con suối đi dưới vòng mây đan kín thật là đẹp nước dưới chân mát rượi trong vắt tôi đi đầu đoàn quân thả mắt quan sát hai bên bờ rừng cây tĩnh mịch không có dấu hiệu của địch bỗng phía dưới đoàn quân có tiếng động nước và tiếng nói cười xôn xao tôi quay lại nhắc mọi người bí mật nhưng tiếng nói càng lớn có vẻ là rất vui tôi vội kéo quân đi nhanh hơn thoát khỏi khúc suối tôi vượt lên bờ suối, tìm vị trí cao nhất để nghỉ giải lao. Một lúc sau, tất cả mọi người cùng tập trung đông đủ, nhìn thấy hai lính C6 khiêng một con kỳ đà khá to, hai tay bị trói quặt ra đằng sau, mồm cũng bị buộc chặt dây. Con này to khủng khiếp, phải được 20 cân, nó dài một mét rưỡi, hoa văn loang lộ ông vẳng chính trị viên phó tiểu đoàn, cho quân hạ trại, nghỉ giải lao nấu nướng, làm thịt kỳ đà. Lính chỉ biết lột ra, chặt khúc, kho mặn. Thịt kỳ đà trắng như thịt gà, mỗi người vài miếng, chủ yếu lấy nước trộn cơm mới đủ bữa. Tôi chưa cảm nhận hết được cái ngon của thịt kỳ đà. Người ta bảo thịt kỳ đà ăn vào rất bổ. Các bộ phận đều là những vị thuốc quý. Mật thì chữa hen cho trẻ con. Da phơi cô để chữa bệnh mề đay. Cái đuôi là phần bổ dưỡng nhất, dành cho những đấng mày dâu tăng cường sinh lực. Có một lần vào mùa mưa, tôi dẫn bộ binh C5 lên truy quét khu vực 547 Xa xa nơi rông 600 Nơi vách đá dựng đứng của dãy núi Có một ngọn thác cao Đổ nước từ trong cái hang trên sườn núi xuống Tạo thành một cái thác đẹp tuyệt trần đó là nơi đầu nguồn con sông Sen cung cấp nước cho Angkor Wat. Ở đầu nguồn này vẫn chỉ là những suối nhỏ. Chúng tôi chưa bao giờ được đặt chân đến gần ngọn thác vì hướng đó thuộc địa phận của Trung đoàn 95. Tôi vượt qua suối Bỗng thấy có một con kỳ đà hoa lớn đang nằm phơi nắng trên một doi đất bằng phẳng. Tôi đưa súng cho Toán đi phía sau tôi, rồi lao nhanh đến con kỳ đà. Tay phải chụp cổ, tay trái đè lưng giữ chặt xuống đất. Toán bứt dây hà thủ ô, quấn chặt cái miệng nó. Thằng Báo mở ba lô, lấy dây võng, chói ngược tay chân con kỳ đà lại. Con này chỉ khoảng chục cân, nhưng có vẻ rất mập mạp. Anh hợi chính trị viên đại đội 5 cho nghỉ chân cắt cử trung đội cảnh giới các hướng trong đội hình có anh thường là dân tộc Mường quê hòa bình nhận nấu nướng anh là người làm món ăn thú rừng rất bài bản trong ba lô anh luôn có đầy đủ gia vị anh cắt tiết rồi đun nước cạo vẩy anh bảo da con kỳ đà là ngon nhất vậy mà mấy thằng lột da bỏ vứt đi mấy chú nhìn anh là mà học tập nha anh dùng dao cạo bay lớp vảy sừng để lộ lớp da bóng mỡ rồi anh nướng sơ trên than hồng, mổ bụng pha thịt đầy một song, tẩm ướp gia vị, xào lên thơm lừng, rồi chế nước ninh sỉnh xịch. Một tiếng sau, chúng tôi bắc nồi thịt ra, chia về cho các trung đội. Đó là bữa thịt kỳ đà ngon nhất mà chúng tôi từng được ăn. Da kỳ đà giòn thơm, thịt ngọt đủ độ gia vị, vừa ăn vừa ngắm ngọn thác trên dãy đằng rách, còn gì thú vị hơn. Lính chiến khổ trăm bề, nhưng có ai sướng hơn lính trong những giây phút lãng mạn như thế này